À, sao? Xin chào mọi người nhá. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Hello ông Quảng đẹp trai. Chào kem chống nắng hạch béo. Hôm nay đang định on nick này cộng với nick top hôm qua để chiến đấu cùng với mấy ông top đầu liên, nhưng mà đồng đội lại rủ tôi vừa chơi vừa kéo bạn ý, nên là có gì đấy. Nên là chúng ta chơi cùng với đồng bọn, bạn ấy tự bắn. Bạn này được mệnh danh là người bắn hay nhất Việt Nam anh em ạ. Đấy là tôi nói thế thôi. Chứ còn ông ấy bắn như nào thì không rõ. À, em bán kem chống nắng ở em có hiệu quả cao không? Bán cho anh tí đấy. Nếu mà bắn trúng quả này thì dự là chúng ta win cả buổi. Còn bắn mít thì tập xác định đấy anh em ạ. Từ từ. Ôi tôi bị mất tập trung mít rồi. Thầy luôn biết thừa là mít mà. Thôi không sao. Pha đấy là mất tập trung thôi. Pha này là gà. Anh em xem like nhớ like clip cho mình nhá. Vừa mới chiến đấu quả like gun xong. Khả năng anh em mình pê đi cho họ tự sát cho đỡ quê. Bắn méo. Ủa vẫn tơn à? Bắn quái gì mít cả. Ôi bắn đằng dưới trúng đằng trên rồi. Giảm lực mà bắn chênh mấy lực. Thôi pê đi. Bắn gì mà mít vừa thì mít mấy quả. Ai chơi mình nữa. Má chưa chết hả? Pê cho đỡ quê. Thành niên này xem trúng không? Đấy, bắn toàn mít cả mấy góc, trúng được thì cũng đẳng cấp ấy. Rồi gần trúng rồi. Thôi pê đi ông ơi. Anh em mình mất khá nhiều thời gian vào cái này đấy. Nó bay nó một thằng đào chết tôi, một thằng đam thua bây giờ. Nó lên nó giết mình đấy. Giờ mình thì mất một đống tơn rồi, bị đào chết là cái chắc, còn đồng đội thì không có thủ. Bạn đại sư kia bạn ấy đam chết là cái chắc. Nhưng mà có điều với bạn ấy lại không thích. Ủa anh em đâu hết rồi? Sao lại có mỗi bạn Quảng đẹp trai và kem chống nắng nhỉ? Lác à? Quả đồng đội này khá là thú vị đấy. Dự hôm nay là báo nhà báo cửa luôn. Hello Đoan nhá, chào Đoan. Dự là báo nhà báo cửa ở đây. Đấy phải chat mạnh lên chứ anh em. Wow. Không giết được con mèo là mệt đấy. Bây giờ mình không giết con mèo cho khi nó đam chết. Sao mình không đào chết thành. À thôi rồi. Nó chết rồi. Thằng cha này bay thì chết, đứng yên thì bị đào, có trúng đào không? Nick 30 này đứng ở đây cũng không nhập thẻ được. Đấy. Cái gì đây? Ui, bay lên thì chết đấy. Rồi, xác định bay lên là vỡ đầu. Múc luôn người anh em ơi. Chơi luôn đi. Ở con B xem đồng đội tốc nhiều nhỉ? Đồng đội tốc 758. Thằng cha này không pê thì chết với tôi rồi. thấp góc tí để cho nó đỡ vướng bên trên anh em ạ. Ui, khỏe phết anh em ạ. Thật sự nó ở cái thế mà bay cũng chết, P cũng chết. Lúc đấy bạn ấy mang chống đào thì may ra bạn ấy còn sống được. Chứ còn bay thì chết là chắc rồi. Chào Đặng Hùng nhá, hello em, hello Vinh Trương nha. Đồng đội lúc kỹ hướng. Bay sang đập đầu tường Dũng chết sớm này, không? Hơi gọi là coi thường đồng đội rồi. Vừa mới like ca xong nó chưa thông báo nhỉ, anh em like giúp mình cho thông báo nha. Mai kia trước chuyển ở chơi đích, mai khả năng chơi tiếp cặp top anh em ạ, 2 đích top 50. Đó ngày kia chuyển sang chơi đích bé tiếp. Hello Chiến nha. Cứ mỗi cặp chơi vài bữa nhỉ. Yeah. Đã like à? Ok. Mình mang cuồng bạo với xuyên giáp đi, tí em gặp đối thủ nào mà cần phải gọi là đánh đổi bằng tính mạng thì mình sẽ đánh đổi để cho đồng đội solo. Chơi luôn không ơi? Like 2 lần rồi lên bắt không à? Bắt đi em. Mình lên ác mạnh thì mình phải đi chiến đấu đi chứ em. Lá bài cam, lá bài đỏ nhé. Rồi giải quyết cho nhanh. Không có ác 30 à? Lập một con 30 luôn em. Ở kìa, lập thì mấy phút đâu. Cho nó lẹ. Con thỏ ngọc này trâu lắm, chắc không chết được. Ồ, bà này chắc lích nhỏ ấy rồi, lít 6 à. Mấy con thỏ ngọc nó có một cái chiêu đầu tiên thì nó sẽ miễn dịch, có xác suất miễn dịch, tức là không mất máu ấy. Thì đầu tiên 50-50, nhưng mà cái 50-50 đấy gần như nó là 8-90% rồi, hầu như tôi bắn thấy nó chạy suốt. Thứ hai đó là nó có một cái chiêu giảm thương crit nữa, và thứ ba là nó có cái chiêu khốn nạn nhất đấy chính là giới hạn đam trên một tia. Ví dụ đáng nghe chúng ta bình thường bắn con khác nó có thể lên tới 1 triệu máu đi, thì bắn nó một tia chỉ tối đa là 25% HP à, kiểu như vậy. Nó giống như quyền Huyền Vũ ấy. Huyền Vũ nhưng nó 20%. Gặp em Nhật Linh, wow, lâu phết rồi mới gặp đại đô đốc, khá lâu rồi, bỏ xuống đam luôn. Bài đen thủ yếu anh em. Đối thủ chơi mèo à, chơi mèo này không biết bạn này có cầm ngọc gió không nữa. Nhập thẻ rồi. Trong 36 kế thì chuồn là thượng sách, đứng ở đây có ngày mất tơ là mệt. Đại đô đốc tốc cao lắm. Ơ, hình như là nó chết rồi à, vẫn được. Định bay lên đây nhưng nghĩ gì lại bay quá, khó phết con mèo này. Tôi bỏ chơi mèo lâu rồi vì nó nhây quá anh em. Để họ lên mèo thì còn lâu mới giết được. Gặp trả chào em một tiếng, em có chào anh đâu. Chưa có ý tưởng gì để giết con mèo. À, rồi. Không biết là bạn đấy có cầm ngũ gió không? Nếu mà cầm ngũ gió thì mệt đấy. Tôi sang tôi khô máu luôn anh em ạ. Em là sạc điện thoại. Ok anh trêu thế chứ. Ủa tôi chết rồi. Ui tàng hình luôn à. Họ bay qua họ đang nghèo. Còn tận 3 ngày nữa. Hóng quá chú ơi. Hóng cái gì đấy. Xeo đặc biệt á. Hóng chi. Đồng đội mình ở dưới này. Đấy có tên nữa. Mít rồi. Lên cũng chết. Lên đi ông ơi. Em ngủ tối anh khỏi đào. Đào chi. Cấp tơn luôn anh em ạ. Phân thần. Đây là người hay là phân thân nhỉ? À, phân thân. Bói bên này, ôm đầu ông ấy. Rồi, à, người bên kia. Chào Quang Tu nhá. Rồi, à, cái chiêu chịu sát thương cho đồng đội. Khá là khoai nhỉ. Ông cứ bắn đi, tàng hình càng tốt. Chịu sát thương cái đồng đội. Giờ đam không chết được, căng nhỉ. Lại nhập thẻ tiếp. Con mèo này lú ghê. Đấy. À. Thắng một game nhức cả đầu à? Ừ, thắng một game nhức cả đầu luôn đấy. Con mèo đấy, mệt lắm. Bắn mà nhây cả buổi. Rồi, đến tôi đại đô đốc rồi. Mà đại sứ Múc Anh à? Trời, đam thấm gớm. Bạn này mất nhiều tên quá, bắn chay cái nữa là chết. Ok, họ sao bắn không được, chết đi chứ. Mệt nhỉ. À, họ chạy ấn cho nên là ấy. Ủa, nó trừ máu nhiều đấy nhỉ. Con mèo nó trừ máu gớm ra. Giờ bắn không mất máu làm gì được. Phải có phương án gì anh em nhỉ? À, sao nào? Bắn không mất máu. Làm gì được nhỉ? Thôi bay qua khô máu đi làm ván khác. Không có hình thức gì để mà giết nữa. Đáp không được anh em ạ, không làm gì được. Mang ngũ tối không đào được nữa, bất tử luôn rồi. Ừ, chào Trường Nguyễn nhá. Thôi làm ván khác đi, chơi là hết giờ. Mà khó khi họ đa mình chết luôn rồi đó. Ơ nhưng mà anh em, sao cái có cái tool nào nó nhìn được tàng hình ấy sao, đúng không? Sao tôi cảm thấy tôi tàng hình với mấy ông ấy chả có tác dụng gì cả. Da bét mèo khắc chế à? Hiện chưa có anh em. Sao tôi chơi mấy bạn hôm qua cũng thế, không tàng hình được. Xem live nó có delay mà. mười lăm giây mình bò sao biết mình ở đâu được. Không thắng được anh em ạ. Con pet này nó kết hợp không thắng được. Chết. Quả pet đi lộc đất, má bất lực luôn đấy. Rồi đem mèo của hai ông nữa bắn đến bao giờ. Không biết được, 15-20 giây không biết được. Chỉ khi hai tơn đem mèo thôi mệt lắm các bạn. Ngày trước hay chơi Labito đem mèo. Rồi, gặp team ấy rồi. Gặp team gặp vườn, tốt rồi. Hổ này căng phết đấy. Chết được không nhỉ? Mạnh rồi. Vẫn chết à? Rồi, P solo đi. Hơi thừa xíu. Top 1 liên đấy. Nhưng mà đai 1-2 vẫn chết. Họ sẽ búp ông coi chừng bị lém chết đấy. Bay lên skill 1-2 P ông ơi, cho mất góc khéo nhá, lại chống đào xong rồi. Ơ kìa, thôi không sao còn đầy tơn mà. Má. Nó ném chết tôi đấy. Bắn cẩn thận nào. Đầy tơn. 1-2 đào mất góc đi. 70 giờ nhiều áp tốt bạn đầy mà. Ui bạn này bắn không bông được, bông có chống đào đấy. Má đồng đội ơi, ông báo tôi rồi. Không sao, họ P ông ném chết họ mà. Ông P đi tí họ ném ông đào chết họ. Đừng. Trời nó có chống đào đấy. Má thanh niên bắn như này là thua. phía tôi rồi. Ông kia pet 35. Ừ, 35 pet 70 được anh em ạ. Chết rồi, chết rồi, chết. Chạy mưa trời tinh hoa thì sống. Ô mít à? Mít. Mít. Trời. Ôi sao lém yếu nhỉ? À, hắn chạy ấn, hắn dính ấn, hắn không để ý. Hắn bị dính ấn rồi. Ông ơi, báo nó vừa thôi. P đi vào đào, P lấy ấy. Cái trưởng thật. Rồi chết rồi. Ôi vẫn chưa chết. Hắn này bị chạy ấn anh em ạ. Rồi chết luôn rồi. Chết cười ông đồng đội. May vào đối thủ ấy không thì thua là cái chắc. Này một mình 35 cân hai ông top. Chị cười gì á? Chị chết ông. Tơn 2 họ chưa có miễn kháng. À, nãy giờ đúng ra như ông khác là ông ấy đào chết chắc rồi. Đồng đội tôi thì phải để đối thủ tự chết. Toàn chơi với con gà thì ý là thử thách mà không thấy tiêu đề anh em. Chứ nếu mà bắn chuẩn thì gọi gì là thử thách nhá. Chứ không phải tự nhiên thôi. Đồng đội tôi như này, trâu như này mà ấy đâu. Team không mạnh thì để tôi đam luôn. Anh Đức uống gì à? Đam luôn đi, chắc là chết đấy nhỉ. Đây, thứ anh uống là hết sạch chả còn cái gì. Ô thôi biết rồi. Lại nồi. Mà sao yếu nhỉ? Anh uống nâu đá nhưng mà hết từ lâu rồi. Ngồi hút đá thôi. Ừ, anh đang cầm top liên. Trước là top 1, giờ không còn top 1 nữa. Hai bạn kia bỏ ủy thác rồi. Đang đói đói. Đang đói đói. Uống lâu đá và hoa mắt luôn. Qua giải quyết cho nhanh em ạ. Hai bạn ấy không bắn rồi. Treo rồi. Thần cồn á. Có đâu, anh giờ này uống yếu lắm. Ngày xưa còn uống được mười mấy cốc bia. Giờ anh chỉ uống được 21 cốc thôi. Bắn mấy lần mới gõ được cái bàn phím ra. Lốc ác mạnh chơi đi à? Không, thử thách mà, kéo bạn ý mà. Tính này tính chơi ác mạnh ấy chứ. Thôi để mai kia. Lâu lâu đổi gió chứ. Đào đi không? Đào đi. Hello Hoàng nha, mai làm ông em không sang đây chơi. Chúng thầy. Wow, không hiện tàng hình như chạy kiểu khiên thánh đúng không anh em? Đấy nó gọi là chạy khiên thánh đúng không? Bắn không hiện tàng hình. Rồi, bạn ấy thấy lâu giết quá bạn ấy không hiện luôn. Wow. Ảo quá. Hiện này này. Ô, sao như thế anh em nhỉ? Búp hiện xong đam lại mất tàng hình là kiểu gì nhỉ? Nó là cái khỉ ho cò gió gì đấy anh em. Đây búp hiện tàng hình xong đam lại mất tàng hình, chả biết là mình có bắn trúng hay không. Mai làm cả ngày à? Ok, chăm chỉ đây em. Cố gắng lên. Bún cá. Vãi nồi bún cá và LG. Có cả món bún cá và LG nữa thì chắc Q thần tối anh không thể hiện à? Bựa nhỉ. Mấy bạn gà mới rồi, đây chắc gà mới. Gà 2024 anh em ạ. Sắp đến gà đặc biệt rồi, anh em chuẩn bị lúa chưa? Mai lên khu nghiệp Vân Trung lắp điều hòa này anh à? Cách nhà anh tầm 20 cây, gần 20 cây, khoảng 20 đi, anh không rõ. Bắn xong đồng đội vẫn còn máu luôn. Còn 500k đua top được không anh à? Được. Anh còn 200.000 thôi, đua được. Tiếp tục anh em ạ. May mà đồng đội tôi có con đại sư ấy, chứ chơi con khác ông ấy bắn mít thì thôi rồi. Mà công nhận con mèo khó chịu nhỉ, chả hiểu sao mấy ông nghĩ ra con mèo chơi nữa. Chơi ngán luôn đấy. Chơi đến nỗi phải bất lực ấy. Không biết làm gì để thắng được luôn đấy. Bắn lụi luôn. Sao ông tính góc nhanh vậy nhỉ? Nhanh gì vừa ấn mít thôi ông. Gà Tú Chocobai toàn là anh em hít khói à. Úi, đường đội bay. Đức Anh ở Bắc à? Mình Bắc Giang. Bắc và cũng là Bắc Giang luôn. Lấy ác cùi bắp đi bắn nhau cho vui ở đấu. Thi thoảng anh đổi gió mà. Tùy lúc. Tính góc nhanh là tại vì tôi đã quá quen thuộc với con game này rồi ông ạ. Ông cứ thử chơi như tôi thì cũng thế thôi. Hay thế nhở? Ui, chết luôn kìa. Ui, gần chết luôn. Hai thằng cha này ảo thật đấy. Thật sự là ông cứ thử chơi một con game nó nhiều như tôi xem. Thì thật sự ông cũng bắn không khác gì tôi đâu. Họ 2 tơn mình mới 1 tơn à? Tự nhiên nói cái gì mình giống kiểu đang định trêu chơi game nhiều bắn nhắm mắt bắn trúng như kiểu anh em nhắm mắt lái được xe ấy. Tuần này tôi ngã 2 phát à? Tuần này ngã xe máy 2 phát à? Mày cũng không nặng nề cho lắm, ngã 2 phát. Anh lấy vợ rồi, sắp rồi. Rồi, ván này hay rồi đây. Phúc Vin à, anh vừa gặp một ván rồi mà. Nhưng anh thuận map anh đam chết được, giờ khả năng không. Phải ra pet khắc chế mèo à? Ừ. Đấy, đứng ở đấy tôi đào chết bây giờ. Ôi, tôi chạy cũng chết rồi. Chạy là chết. Nay không gặp cặp to à? Đấy thấy top 1 liên hay còn không to gì nữa à? Cho rơi, cho rơi, cho rơi tôi. Ui, ông bay chi trời. Bay lồi. À, ông làm gì đấy? Ôi thiếu không? Chết rồi. À không chết à? Ô, cầm pet gì đây? Ôi, tôi chết rồi. Vai, ăn kít rồi. Tôi bắn đích kia không kịp à? Má đùa. Ôi, ăn cám rồi. Nó đi rồi. Nát đít. Chúng viên không, chúng bên kia nó không chạy dơ, máu bạn này nhiều ghê nhỉ, bắn 3 viên thế không chạy dơ. Thua. Chết chắc. Phản đam, chết, phản đam. Phán. Đồng đội bắn mất tập trung quá. Quả chơi rơi mình đam thì không bao giờ sống được. Đào 1-2. Ôi giời, đào là chết được không? Trời mà báo thật đấy. Ông 1-2 cái nó chết rồi. Đấy, bắn chay à, không được. Nó làm gì có chống đào đâu. Kéo thiếu tiếp nhá. Rồi. Tự nhiên full down cho phí. Giờ còn ít máu như này nhưng đồng đội tôi không giết được. Thua là cái chắc. Chạy mid thì thắng. Mid. Mid lấy đâu? Ủa, trên luôn. Quả cuối chuyển ra phải fix lên nhỉ, mình tính toán thiếu một tí. Bạn 35 mới trâu lắm nhưng mà không có tốc thôi, à, 35 mới khỏe lắm. Chưa lên anh em ạ, chưa có đá hóa thần, bình tĩnh. Gặp hai bạn sấm sét rồi. Sẽ có một ngày anh lại về đây thăm lại một xíu. Em đã cùng anh qua phương trời. Dẫu hiện dễ tao bao nhiêu lần. Rồi. Ai? Tuyển thủ phá ké. Game này top 1 liên bao nhiêu lực chiến rồi à? 4 tỷ các bạn anh vừa gặp đấy. Bạn anh vừa gặp 70 ván trước đấy. Ủa chiến thần mà khác vui à? Ừ nó khác vui được anh em. Đi diễn võ, nó gọi là diễn võ này thì chiến thần đấy, chiến võ cũng được. Khác vui được, nó vẫn gặp như nhau hay sao ấy. Bốn tỷ lực chiến. Nếu ngày nào mới chơi game, nhìn thấy thằng búp 344 là sợ bố nó rồi. Nhìn thằng màu đỏ tức là thằng cộng với 2 là ngán game rồi. Nó biết là nó thua nó rồi. Thời gian trôi qua 12 năm. Còn bây giờ mình chơi ngày nào cũng chơi, mình còn không biết là mình có bao nhiêu là thể lực nữa đây. Mình còn không biết là mình bút được bao nhiêu số 4 nữa đây. Ôi lỗi rồi. Khôi lỗi rồi. Mười hai năm em còn tưởng game sập rồi cơ à. Anh dạo này anh ra ngoài anh gặp một vài người khác, anh hay tính anh hay nói chuyện vui vui thì cũng nói chuyện về game, chúng ta hầu như ai cũng tưởng game mình sập lâu rồi. Ngày xưa họ cũng từng chơi. Hôm anh đi xe ghép từ quê lên gặp một ông anh, ông ấy cũng từng chơi Gunny. Ui ông cũng chơi mấy cái thể loại game thời đấy ngồi hai anh Mình thì nói ít mà anh ấy, mình nói một anh phải nói hai luôn. Gặp đúng anh em cùng thời, ông chắc hơn tuổi mình nhưng mà nói chuyện vui rồi. Cũng là cùng đam mê khác. Lâu lắm mới gặp các bạn vô danh này đấy, bạn này khỏe phết, ở VIP 10 phải. Khỏe. Tất nhiên là không so với tốt như ngày xưa lúc đấy gặp bạn này trâu phết đấy. Kiến mắc trâu luôn. Rồi hello Yusu, hello Thái Lan, gì Thế Lâm. Thời 2010 không búp nổi 3334 à. 2010 sẽ búp được. Phải tới 11 12 gì nó mới búp được 344 hay sao? Tôi chả nhớ nữa, đại khái là ngày xưa ấy lắm. Thể lực nó ít lắm. Nhìn thấy thằng búp 344 là khiếp rồi. Phản đam. Mình phản mất bao nhiêu ca không biết. À, một lửa. Ông đó chuyên cầm phi tiêu. Ừ đúng rồi, bạn ấy khỏe mà. Tất nhiên gặp mình thì không nói rồi, chứ gặp người khác là bạn ấy khỏe phết đấy. Biết mà, gặp bạn này mấy năm rồi. Không mấy năm thì 125. Chào Hiếu Nguyễn nhá, vào đấu trường giao lưu à. Xíu nữa để xem sớm với anh chơi. Nhờ gõ từ Gunny ra Đức Anh mới biết Gunny còn tồn tại à. Để tôi đổi ác à? Ác là cũng được. À ác này xong nhiệm vụ rồi, ông đổi sang ác kia. Ông đổi sang ác này. Thực ra lười anh là biệt danh đầu tiên khi mình chơi Gunny đấy. Lười anh, lười em. Ngày xưa bạn Thảo, Mộc toàn gọi mình là lười, anh lười. Dạo này không thấy anh đi diễn võ cặp đô đốc à? Vừa gặp lấy xong, ông ấy cầm con mèo bắn chán luôn. Chào Nhật Nguyễn nhá. Đi diễn võ mốc trên thì gặp thỏ mà vẫn thua đấy ông à. Cứ đánh Đức kéo võ bản, chuẩn bị làm quả lực chiến đi nô nhỉ. Kéo anh em cái Quang Rambo. Tôi thấy mẹ đồng đội rồi. Ở mặt trăng à, nick nào? Mấy cái này tôi cũng nick biết đâu. Đi lúc 4 ác thấy mệt. Chơi 4 ác. Anh Đức không like Origin à? Vừa chiều like thôi em. À chưa chứ nhỉ, chưa anh like rồi. Mỗi ngày mỗi game anh chỉ like 1k thôi. Kiếm đá giải ấn ở đâu à? Nó ở nhiều chỗ. Nhanh nhất là mua, còn không thì bói gì nhỉ, đi kho báu gì nhỉ, mua giảm giá nhanh nhất, còn không thì chơi gà con mạo hiểm nó free được. Sao phải bỏ tơn à? Khi anh P thì anh nhờ vào skill pet thì anh sẽ tăng giới hạn máu, cọc máu của anh sẽ đầy lên, và khi cọc máu đầy lên thì gần như anh sẽ là coi như mình mất máu ấy, thì nó sẽ kích hoạt cái này lên, mất máu là sẽ to đam to. P để thủ châu nữa, mỗi lần P thì anh sẽ giảm 50% sát thương và 80% sát thương bạo kích. Bạn này với ý định là bay qua để một pâu chết mình. Game lâu quá rồi, có gợi ý Đức Anh stream vào ôn lại kỷ niệm xem game thay đổi như nào. Vâng, chúng ta cùng xem sự thể hiện của Quang Rambo. Liệu có thể đào chết tôi với một cú một pâu của Phượng Thiên Cửu Âm không? Khả năng là không anh em ạ. Rồi mà người ơi người ở đừng về. Rồi lá của anh à, thì ra em chọn cái chết thôi, để anh tiễn em đi đường sớm. Hy vọng em chạy mít ở tình huống này. Ông đồng đội cầm vũ khí gì vậy à? Nỏ thật anh em ạ. Vũ khí đang làm mưa làm gió ở Gunny Origin với trị giá cỡ 50 triệu trở lên. Còn với Gunny PC thì nó khoảng 2013-14 khi mới ra mắt bê cung. Cũng là Legend rất hot. Nhưng với hiện tại nó chỉ dành cho các bạn tầm dưới thôi. Thậm chí chả ai thèm dùng nữa. Đồng đội rất khỏe. Gà lửa ra phát chơi đến giờ vẫn còn ác kỷ niệm. Ông vẫn gà lửa, ông vẫn là gà ác, ông chơi bây giờ. Gà bán mít kêu lát à? Không, lát là bạn ấy chưa bỏ đủ chỗ. Nỏ thần mang đi đào thì còn đang khoan thua à? Ừ, nỏ thần nó hệ số bâu bé. So với các vũ khí bây giờ thì không ăn thua. Hệ số bâu của nó bé hơn các vũ khí hiện tại. Thời đại học toàn nghỉ ra net, chơi game, lập một team cùng đam mê. Đêm nào cũng ra net đi pháo đài để mở S sát thương à? Mở cái sát thương hồi đấy nó ác. Em vẫn khoái Bomberang nhất, đạn đẹp mà cảm giác nó to à? Anh thích búa hơn. Anh thích super búa. Nhiều bạn ấy thích cái sự trâu bò của thương cổ. Hôm nay không đi á, hôm qua. Hôm nay anh kéo đồng đội mà đặt tiêu đề thử thách mà. Mr. Tâm, anh Tâm. Anh Tâm này cũng khá lớn tuổi và cũng một trong những người chơi game rất lâu rồi. Mr. Tâm. Đào cho nhanh. Anh lại bò trong đấy, em đào rồi. Game này còn tun tự bắn không bạn? Giờ này thì không có tun. Ban ngày thì có. Phải đào ác to chứ. Thôi được. Giết cái ác này đi không là họ trâu lắm. Để solo với anh Tâm. Con mèo nó nhập thẻ thì thôi đến ngày kia. Thừa không? Thừa xíu không? Thừa rồi. Chết rồi. Con mấy ông mèo huyền mèo nó thập nhập thẻ thôi, hết hơi. Bỏ ra đây đến này nhập thẻ anh em ạ, bắn thế. Làm trận phó bản một tí anh em ạ. Ôi trời ơi, từ bé đến giờ tôi mới gặp cái tình huống này. Trời ơi, cái quân què gì thế này đây mà. Bay mèo nhập. Anh Tâm. Anh Tâm vãi rồi anh. Ôi trời ơi, mẹ thế thôi mấy anh Tâm luôn. Vãi. Tự nhiên bò ra tận nơi để bay, kiểu đấy cho đỡ mít anh em ạ. Nhưng mà nó tọt xuống dưới. Buồn cười thật đấy. Xem anh ấy cứ cầm kháng gió. Phản đam chết. Không chết rồi, thua rồi. Ô, không cầm thần nước à? Anh cầm thần tối rồi. Với cầm thần nước là không chết rồi. Cầm thần nước là không chết là mình thua rồi. No cũng cảm thấy bất ngờ đúng không? Chết cười anh Tâm. Gunny còn nhiều anh lớn tuổi lắm. Bên gà ác có mấy anh này. Gà tin, gà vườn, gà sấm sét. Gần nhất thì cách đây khoảng 3 tuần. Mình 3 tuần 1 tháng gì đấy mình có gặp một anh bên gà tin. Sinh năm 77 hay 76 nhỉ, quên mất đấy. Anh vẫn đang chơi. Rồi còn một anh nữa ở bên gà ác cũng cỡ, mình nhớ anh ấy bảo 47 tuổi thì mấy năm trước này. Giờ khả năng anh 50 rồi. Vẫn chơi. Anh Đức bỏ ông Hiếu luôn à? Anh mai về mới có máy anh em ạ. Giờ máy đây là của Vinh Bập. Mỗi ngày Vinh Bập làm việc kiếm vài triệu nên anh không dám mượn nhiều. Ủa sao anh đổi cái gì? Đổi nick à? Nhớ 48 kia thì tầm bao nhiêu à? Hai ba củ gì đó không đến 3 triệu. Nói chung để mà soi xét nhiều cái ra cho nó lẹ anh em ạ, chứ không biết bao giờ luôn. Rồi. Này thì mèo, không nhập sớm đi. Đấy, đồng đội ra solo nhá. Ủa, chết thì còn đâu mà. Ủa, má bay sang con đào chết rồi ông. Thua bây giờ. Ngó lai xuống ngó lên à. Chết một đác à. Thế cho hợp lý chứ. Hai anh em P chứ bao giờ. Máy họ không thần báo chứ ông bay qua lại báo. Có Coco sinh năm 68 à. Coco. Mình từ 2016 mình đã gặp một các anh chị ở bên gà chip chiến. Rất lớn tuổi rồi. Đồng đội báo quá. Ôi chơi 4 ác anh em ạ. Em diễn võ 4 ác thì bắn thế nào được. Mít Tâm chia bài cục đất của đồng đội bay dính và rơi tự do không phanh à. Chuẩn luôn rồi bác. Partner là đồng đội à. À partner là đồng đội à. Anh gà tiếng Anh lắm. Chả biết. Đừng đập đầu tường rụng xuống nhá. Em cũng chơi được 4 ác à. Mình nhớ ngày xưa mình mới chơi được thôi. Ngày đấy đi cái 18 cộng mà đồng đội chết thì mình nhặt trước ấy, xong rồi đồng đội chết thì búp hạt nhân, búp cộng 1 cộng 3 các thể loại đấy. Đào banh cái nóc luôn, 4 ông búp một đống thứ. Gunny ra mắt từ bao nhiêu à? Chỉ còn 11 ngày nữa sẽ là sinh nhật Gunny PC lần thứ 15. Thì em đoán là năm bao nhiêu? Con cún con này đâu à? Có, con cún con hay đi gà anh hùng ấy chứ, quá nổi tiếng. Tim gà vườn. Ây ra em mới đi phó bản liên xong, biết thế đợi tí anh Ánh à. Đi xong là được rồi. Qua là được mà em có qua hay không? Ui em có chú sinh năm 68 à. Anh thích chơi với anh em lớn tuổi lắm. Tất nhiên không phải không muốn chơi với các bạn bé mà thích chơi anh em lớn tuổi hơn. À, mình bắn mãi chưa có tên. À chưa, ừ đúng rồi. Gunny ra 2009 anh em ạ. 26 tháng 4. Gunny Origin thì ra mắt mùng 6 tháng 4 2002. À 2012 nhỉ. À 2022. Không mất giọt máu nào. Game Gunny này ngang ngửa game đột kích thời đó à. Anh cũng chả chơi đột kích nên anh không biết rõ lắm. Biết là đột kích rất lâu rồi nhưng anh không chơi không biết. Tại lớn tuổi nên thích chơi với người lớn tuổi à. Mình thích, ừ đúng rồi, thích chơi những người lớn tuổi, thậm chí cả các anh, các chú ơi, thậm chí gọi là bác. Ông đào chết cả đôi luôn này. Trước gặp chú sinh năm 63 trong Sài Gòn, đi SH đi ọp, trông ngầu lắm. Cái ác cầm thỏ kia chạy cho báo ả vãi à, ừ. Một hai chết, một hai là chết rồi, miễn kháng rồi. À có tơn à. Rồi đào đi ông. Đấy nỏ thần nó kéo đất tốt lắm anh em ạ. Đủ, con đào 23. Vai. Không chết nó lên nó đào banh nóc. Hết miễn kháng rồi. Đồng đội mình khá là tấu hài. Chào Trần Hào nhá, sao anh không có tên à? Vì anh búp quá nhiều thể lực anh em ạ. Ngày xưa chúng ta búp có ghê lắm 344, giờ anh búp anh còn chả biết là bao nhiêu số nữa. Thì tính ra nó biết bao nhiêu tên. Ngày xưa cỡ này thì nó sẽ rơi khoảng 2 tới 3 tên. Còn bây giờ không biết là bao nhiêu tên nữa. Phải là anh Tâm rồi. Thánh Hài. Anh like game này từ bao nhiêu ạ? Sau khi anh đi thi đấu thế giới ở Thâm Quyến Trung Quốc 2016 tháng 8 anh về anh livestream. Mặc dù thời đấy không biết nói chuyện, chơi game với gà, nhưng là cái cơ duyên sinh ra là để dành cho game, nên anh làm từ đấy tận bây giờ không chết rồi. À chết rồi. Chết. Mình sinh ra là để cho nhau. Giờ không có giải Gunny, có mấy giải nhỏ nhỏ. Dù sao anh cũng sẽ quay về cùng em thôi. Làm sao anh không nhớ, nhớ baby của anh. Mình sẽ mặt xa nhau. Cờ loan trâu gớm á, VIP 8 ấy, tháo đồ ra còn trâu thế. Anh ấy một bầu chết mình à, nhưng mà thôi, cứ đứng ở đây. Lần sau, lần đấy còn 2017 thì tiếp tục mở giải thế giới. Lúc đấy thì Vinh Mập cũng được đi, nhưng mà tự nhiên đang nghiêng đang lành thì giải nó hủy. Thế là những tuyển thủ đời đấy như Vinh Mập vẫn chưa được đi. Mít à? Chết rồi. À đấy phải. Ôi trâu thế nhờ. Không lộ rồi. Được. Thua cũng múc luôn. Chơi cho nó hổ báo. Còn sống không anh? Liên kích đấy chứ. Liên kích. Ủa. Ơ thần báo à? Mình mang thần báo à? Búp nhiều thế coi như xác sống à. Năm 2022 khi ra mắt Gunny Origin thì tiếp tục mở giải thế giới. Anh Vinh Mập thì được vô địch, cũng được tham gia slot thi đấu và có một sự mong chờ rất lớn về một giải đấu lên tới hàng tỷ $15. Và rồi chờ đợi cũng mãi là chờ đợi. Tới bây giờ vẫn chưa thấy giải đâu. Buồn cho các tuyển thủ như anh, Vinh Mập, Tùng Vũ, Lam Thiên, cặp đôi Sơn Nguyên, Tiến Nguyễn, không biết còn ai nữa. Giải thế giới hình như có khoảng 11 nước. Anh không nhớ rõ nữa, nhưng mà trong đấy các nước như Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Malaysia, Philippines, Mỹ, Brazil không biết có hay không, Thái Lan, chả biết những gì nữa. Em sắp đi Đài Loan đây, bay anh à? Em định đi Đài Loan để làm gì? Công tác à? Thời Hoàng Kim là thời thi đấu quốc tế à? Trước thời thi đấu quốc tế. Nói chung khoảng 2012 Việt Nam mình thì hình như là team vô địch thế giới đầu tiên. Đấy là team anh Colan SC và anh Vinny. Nói chung là anh ấy là anh Quang, Phan Sĩ Nhật Quang hay gọi bé Bo. Và cũng là đồng đội của anh, đồng đội đầu tiên của anh năm 2016. Đài Loan tổng động viên. Từ đợi xíu. Anh em nó đang hỏi giải đấu, đang ngồi trả lời. Anh em nó bảo mày gà sao chưa được đi đấu thế giới. Chắc là chỉ bỏ thế giới sự đang vô địch. Ủa? Gì ta? Cái gì? Cái chiêu đấy là cái gì nhỉ? Bắn này không mất máu ta? Mà sao nhỉ? Em thấy anh em trong Nam chơi game này nhiều hơn à? Miền Bắc khả năng chơi nhiều hơn đấy, nhưng mà người nạp nhiều tiền hơn khả năng miền Nam. Anh em miền Nam là chả chịu chơi. Minh Mập giảm cân đỉnh của anh à? Ừ. Minh Mập siêu đỉnh luôn. Chú Minh Man về đâu? Một nhành hoa mới lở, hoa vàng che lấp những cửa đời. Đánh nhau với ai mà tổng động viên à? Không được đi giải thế giới mà với được người yêu là Vinh Mập lời rồi. Giờ thì không có buồn à? Chả buồn. Thời gian nó cũng trôi qua rồi. Để tôi cuồng bạo xem chết anh em nhá. Cái này xác định đam không chết là thua đấy. Bởi vì có những người người ta sử dụng một là phản đam, hai là cái kháng gió đấy. Chết rồi. À. Ông Cú Văn Lâm. Ôi nó ra kia, nó ra đào chết này. À lắm tơn nhỉ, đích này không có tốc. Vinh Mập đấy. Anh và Vinh Mập cũng ở nhau nhưng vẫn nên chơi thôi. Nó đào chết không? Đùa. Nó lên full đam chết tôi. Ê có góc không? Lùi lại tí nữa. Góc này miễn khá rồi. Miễn rồi. Miễn. Để em tới với anh à? Ý cha nội. À thằng cha Nana lúc nãy xem like đây à? Anh có like cái nào nữa không? Anh không, anh trả máy Vinh Bập kiếm tiền. Mỗi ngày Vinh Bập kiếm được tiền triệu mà giờ thấy máy của nó mất mấy lít rồi. Chục năm rồi mới nghe lại cái tên Lam Thiên à? Xong chưa anh vào kéo bốt em à? Sắp rồi. Ô hết giờ rồi, Anh đưa ác cho một cái tự kéo. Chứ anh nhiều khi anh chơi mấy bản không kéo được. Anh đang ở đâu à? Anh đang lên Hà Nội chơi, mai anh về quê tiếp rồi. Cách nào chạy dơm mà nó nhiều cái gọi là dơm lắm. Đầu tiên thì nó là chiêu lạch, miễn sát thương chí mạng một lần và hồi máu, tức là khi đối thủ bắn đáng nghĩa cái tia đấy giết chết mình nhưng mà nó sẽ không chết mà nó còn hồi máu nữa cơ. Nhưng mà sau cái này thì không còn nữa, một trận chỉ được một lần thôi. Tiếp theo là chiêu của con pet này, nó là chiêu này thì phải, anh chả có tên nữa. Khi thức tỉnh lên ấy thì đam nó sẽ miễn dịch phát đầu tiên, auto miễn dịch. Tiếp theo là con này, khi lên level và nó có một chiêu có xác suất chạy miễn dịch, tức là bắn không mất máu viên đầu tiên. Tiếp theo thì nó là cái chiêu nó gọi là tinh hoa, mưa trời tinh hoa của con này. Đấy, khi bị đạn bắn có 16% xác suất hấp thụ thương, tức là nó sẽ có 10,6% chạy gần như, nói chung cũng là không bị giết chết ở cộng thêm máu. Tiếp theo đó là ba cái dơm của con khỉ hoa có gáy này. Đây, khi bắn trúng nó nhưng nó không chết mà nó còn gần như nó có ba cái dơm. Sau khi giết ba cái dơm thì mới đánh hết ba cái dơm mới giết được nó. Và ngoài ra thì còn một số những cái khác nó cũng hơi ảo một tí. Bia chưa anh? Bia gì em? Lực chiến cao nhất lên server là 4 tỷ. Bạn 70 lấy múc chết anh đấy. Nhóc Sinh còn chơi không anh à? Nhóc Sinh bé Mi các thứ nghỉ hết rồi. Nghỉ em ơi, xem anh từ hồi vào lớp 10 mà giờ cuối năm đại học rồi chưa thấy anh lấy vợ. Lấy rồi, giờ còn chưa lấy vợ. Bia chưa anh à? Bia rồi em. Xem đây. Đấu trường à? Làm ván đấu trường của anh em. Mà thôi để Mai đấu trường đi, Mai về nhà chơi thoải mái, trả máy cho Vinh Bập kiếm triệu đô vát. Chiếm gió anh em tí thôi. Thời con gà 07 mới vui à? À 07 gà đua. Đây là cách chúng ta quay được 2.0. Đùa hên xui. Hồi xem clip Láng Sơn Tây à? Ừ, mình cũng ngày xưa Láng Sơn Tây là có Vinh Bập, với đời Trinh Heo làm nhiều. $50 ngày xưa mà yếu quá à? Một chiếm gió anh em tí. Anh check liên server. Ok em. Sao lực chiến nó bị giảm ấy nhỉ? Sao lại thế nhỉ? Giảm cái gì nhỉ? Sao Bắc An thua top 1 như thế anh à? Họ còn nói chung là nó có mấy cái tính năng mới. Mà thôi mình vẫn khỏe mà, anh vẫn đam phát chết luôn này. Anh đam phát chết top 1 luôn. Sao lực chiến nó đang 335 mấy mà sao lại hết nhỉ? Giảm gì nhỉ? Kỳ ta. Phi Long phải mai về mới chơi được anh em ạ. Mấy nay đang mượn máy Vinh Bập không lại được. Pet không thức không? Không phải đâu. Hết cái gì nhỉ? Đang 335 mấy mà tự nhiên tụt nhỉ? Tụt ác đấy nhỉ? Nước là mạnh nhất rồi mà. Kỳ ra nhỉ? Pet công thức không ảnh hưởng đâu, nó giảm tí thôi mà, chỉ số nó một tí thôi. Nào ta. Không mặc xét cung hoàng đạo. Xét đấy hết đột biến rồi mà. Lúc lấy được rồi, lúc mới anh em nhìn ban thum chưa? Nói chung là lực chiến vẫn đang là 3 tỷ mấy, không hiểu sao hết. Đấy cái gì nhỉ? Đâu có hết cái gì đâu, hết gì nó đã báo rồi. Lag game à? Để mai về anh chơi ở nhà thoải mái nô ạ. Nó hết cái gì đến lô nhỉ? Chắc chắn là không hết cái gì được. Bực ta. Anh kiếm gì à? Anh đang 3 tỷ 3 mà 5 gần 6 mà sao bây giờ lực chiến giảm xuống còn 3 tỷ 3 nhỉ? Chỉ số vẫn thế. Sát thương hộ giáp thì làm gì có giảm cái gì được. Tú cưỡi thì có cái gì mà tút. Cưỡi con nào thì vĩnh viễn rồi, tút thế nào được. Tút thiếu con gì đâu. Mấy con này còn vĩnh viễn rồi làm gì con gì nữa. Nếu con nào không vĩnh viễn đấy cả. Danh hiệu chỉ số vẫn như hôm qua mà. Đây tôi xem cái hình ảnh tiêu đề. Nào giảm được. Tấn công 2k5 anh nhận 25k, nhận 30k. Bực nhè. Liên server đây. Các cọc ban vậy thôi, chứ nếu mà đi chiến đấu thì vẫn trâu lắm. Cái gì nhỉ? Bực nhờ, sao nó mất lực chiến của mình ta? Chỉ số còn hơn hôm qua 30 điểm mỗi dòng. À. Ừ, G63 lá thằng Tú. Phụ kiện làm sao hết được, hết thì chỉ số nó giảm. Ảo nhé. Sao giảm lắm hết ta? Giảm 335, tức là giảm 40 triệu. 40 triệu được chiến luôn, bằng cả con phụ kiện luôn. Ngày hồi mới xem anh like Ác Nhân Tâm mà. Thôi kệ nó đi. Nó rảnh lá em à, mai kia nhá. Onixno để đi đấu với lại top 1 liên. Thôi kệ cha nữa. Này, trong top mình vẫn là 335 này đúng không? Đây này. Nhân Tâm 07 nghỉ khoảng 2018 rồi, 18 hay 19 ấy. Tốc là anh thay đổi ấn, bộ ấn. Hay là ai đình người con pet này nhỉ? Là người con pet nào? Top 1 là ai nhìn lạ vậy à? Ồ. Có ai tẩy cái gì khác không nhỉ? Tức quá đây. Cái kính này không có đột biến nhỉ? Thôi okay. Bye bye anh em nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Hôm nay chơi khá là vui. Hẹn anh em ngày mai nha. Em mang pet đại sư khéo tăng sát à. Đại sư không bằng con này được à? Con này đại sư thua. Mà bằng con kia được bác. Hết trận rồi. Ok em Đô. Ừ, đợi tí hòa anh thấy rồi, từ từ bình tĩnh nha. Không hiểu. Ác đó à? nào. Mấy top 70 mắc tốc thì nó vẫn thế, nó không giảm được. Chú tôi ọt mẹ, càng chơi càng bực. Xin chào. Bị lag cái gì rồi? Nhớ like clip cho mình nha. Cảm ơn anh em. Tốc bao nhiêu không biết nhưng mà bắn sau nick An. Danh hiệu thì giảm làm sao là gần đấy chỉ số, mà chỉ số hôm nay còn to hơn hôm qua 30 điểm hay sao ấy.